Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn huyện Châu Đức có gần 90 cơ sở tôn giáo được cấp phép hoạt động với 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Bửu Sơn, Kỳ Hương, cùng 88.600 tín đồ, chiếm hơn 53% dân số toàn huyện. Thời gian qua, hoạt động tôn giáo tại huyện Châu Đức luôn được địa phương quan tâm, tạo điều kiện theo đúng quy định pháp luật. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo. Hiện nay trong số các tôn giáo hoạt động tại địa bàn Châu Đức thì cộng đồng Công giáo chiếm tỷ lệ cao nhất với 41 cơ sở thờ tự, hơn 161.100 tín đồ, chiếm 36,85% dân số toàn huyện. Các giáo xứ, giáo họ, giáo hạt Công giáo Châu Đức duy trì hai lễ hội quy mô nhất trong năm là lễ Phục sinh và lễ Giáng sinh. Lễ Phục sinh tổ chức vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, đánh dấu việc kết thúc 40 ngày chay tịnh ăn kiêng và sám hối, làm việc bác ái của giáo dân. Lễ Giáng sinh diễn ra đêm 24 và ngày 25 tháng 12. Trong ngày này, người Công giáo nghỉ làm việc, tới các nhà thờ dự thánh lễ và tổ chức bữa tiệc nhỏ trong gia đình để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu ra đời. Tin mừng dạy là phải yêu mến tất cả mọi người, mến Chúa, yêu người, mến Chúa là thờ phượng Chúa rồi đến phải yêu hết mọi người như chính mình. Và đặc biệt ở nơi giáo xứ Vinh Châu này thì có một cái truyền thống tốt đẹp là làm việc thuyền nguyện, làm việc bác ái từ xưa đến nay. Có những nhóm tranh thủ ngày Chủ nhật để đi xây những căn nhà tình thương cho anh chị em của mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung thì đời sống đạo của vùng Bình Giả này và đặc biệt là giáo xứ Vinh Châu rất là quan tâm đến việc chăm lo cho những người nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn. Tại Châu Đức còn 38 cơ sở thờ tự Phật giáo với hơn 17.700 tín đồ, chiếm gần 11% dân số toàn huyện. Những lễ hội lớn của Phật giáo tại địa phương có lễ cầu an, cầu siêu, lễ Vu Lan và quy mô nhất là lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 ở tất cả các cơ sở Phật giáo để ghi dấu ngày Đức Phật ra đời. Trong đại lễ, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay, phóng sinh và làm các việc thiện nguyện. 5 năm trở lại, Giáo hội Phật giáo huyện Châu Đức đã dành hơn 17,5 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện như xây nhà đại đoàn kết, trao quà cho người nghèo, phát cơm cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ và ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đức Phật dạy cái người đi xuất gia chúng tôi không phải là ăn ở một chỗ để rồi lo cho bản thân không, mà phải lo cho quần sanh, tức là lo cho mình, tức là tử lời, lo cho chúng sanh, tức là lời tha. Do đó mà cái đạo Phật là phải nhập thế vào trong cuộc đời để mà làm lợi ích cho chúng sanh, để cho cái phước báo tự mình tu thân, rồi cái phước làm cho lợi ích cho mọi người. Khi hai phần đó gọi là từ bi và trí tuệ nó song vần thì người đó được trở thành là một người xuất gia đúng ý nghĩa. Huyện Châu Đức đang lưu giữ, phát huy một số lễ hội đặc sắc từ tín ngưỡng tâm linh của một số dân tộc ít người sống trên địa bàn. Quy mô nhất là lễ hội của người dân tộc Chera, lễ Objanva, hay còn gọi là lễ cúng thần lúa, và lễ Objanfri, lễ cúng thần rừng. Theo tập tục của đồng bào Chera, lễ cúng thần rừng tổ chức 3 năm một lần, còn cúng thần lúa thì tổ chức hàng năm. Để tỏ lòng tôn kính thần lúa, cứ đến thời điểm trăng sáng, khi mùa màng đã thu hoạch xong, cây rừng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thì người Chera tổ chức lễ hội Janva. Vị thần đã cho họ những bông lúa triệu nặng, vụ mùa tốt tươi. Sau nghi thức lễ là phần hội. Chiều buông đêm xuống, quanh đống lửa, trong thanh âm cồng chiêng rộn rã, đồng bào dân tộc cùng nhau múa những điệu múa truyền thống. Đến khi lửa tàn mới kết thúc lễ hội Janva. Tôi thì cũng lớn tuổi rồi đó, thì bây giờ thì cô mong muốn cho thế hệ sau này đó, làm sao mà cho nó làm là nối lại là cái truyền thống của ông bà tổ tiên hồi xưa kia để lại. Tôi nói có con mà có đi đâu xa xôi làm ăn á, thì cũng nhớ cái ngày lễ hội để về cùng chung vui với ở làng để mà cúng dân vi dân ba của mình.
Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Đức luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động và phát triển trong khuôn khổ pháp luật. Quần chúng nhân dân và tín đồ chức sắc chức việc các tôn giáo vì vậy càng yên tâm phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cũng luôn đoàn kết gắn bó với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào các cuộc vận động tại địa phương, cũng như tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.